Xin chào toàn thể anh em nha. Hôm nay lên một clip mới để giới thiệu với anh em về một cái bộ máy hát thì cũng thường hay giới thiệu trong những cái video của bên kênh của em. Thì hôm nay về được cái bộ này cũng mới nha, Sharp GS8 anh em ha. Một bộ hát máy hát tích hợp cassette, chia ra khay đĩa mở giống như khay đĩa CD ha. Radio AM FM, FM full đài 108 và mâm than, sử dụng cho đĩa 33 dòng và đĩa 45 dòng để đĩa than LP ha. Bộ này còn xin luôn cái hộp đĩa băng nha anh em nha. Rất là đẹp. Về tự nhiệt và nguồn điện AC là 100V. Anh em lưu ý giúp em ha. Phần cassette rất là nhẵn nhá ha. Đó, ra vô đây. Đĩa than thì nằm trên, nắp PK đây. Màu cái này là màu bạc xám, màu bạc sáng nha. Em xin quay cận cảnh tí xíu cho anh em tham khảo ha. Đây là khay đĩa, khay băng cassette nha. Đó. Cái nút này mình nhấn vào là nó vào, nó giữ, nhấn ra là ok ha. Sharp GS8 đây, GS8 chỉnh chép, chỉnh ba lăng và volume đã đây. Cassette nè. Đĩa than cassette FM AM ha. Đây là đồng hồ số. Hộp để băng. Hai lo rồi, anh em có thể để nhiều vị trí khác nhau ha. Rất là đẹp luôn. Bộ này thực sự là xuất sắc. Đĩa than thì là cần anh em có thể thấy full automatic laser là tự động, em nhấn play là cần sẽ tự động vào và hoạt động, hết đĩa cần sẽ tự động ra luôn ha. Đó, chọn hai chế độ rơi đĩa nè, 30 và 17. 17 chạy cho đĩa 45 dòng nó sẽ rơi cái cần vào vị trí trong này. Trong đây ha, còn 30 là đĩa 33 dòng sẽ rơi vị trí ngoài mép đĩa. Đó. Nắp VK màu khói nhìn thấy dưới ha. Trong hộp này thì anh em có thể để những cái vật dụng như băng, cũng khá nhiều băng á, vài chục cuốn băng nha. Nếu mà để sắp theo vị trí như vậy là cũng hơi nhiều đó. Hoặc là những cái vật dụng mình sử dụng cần thiết. Trên đây sẽ có nút bend cần cho anh em dời bài, không cần phải đụng vào cần, nó bảo vệ cần tốt hơn. Khi mình không quen tay thì mình sử dụng nút này lên, hạ nâng lên và hạ xuống. Em xin đo cái kích thước cho anh em tham khảo ha. Thì chiều ngang của bộ này đâu đó sẽ rơi vào, xem là như vậy, nó rơi vào 70cm nha anh em. Đó, cao 25cm cho chiều cao. Chiều sâu thì cục máy nó sẽ sâu hơn cái lo nha. Chiều sâu nó rơi vào 32cm nha anh em. Hoạt động hoàn hảo tất cả các tính năng nha. Okay. Đó, bây giờ muốn ngưng nè, bấm stop thôi, cần tự động nâng lên ra. Đó. Chọn chế độ đài nè, đài AM 610 MHz. Còn chúng ta cùng sang tìm hiểu phần hai, cái yếu tố các em nè. Đó, 92 MHz là Bà Rịa Vũng Tàu. Bao cho anh em là FM là nét căng khi về khu vực anh em thoáng ha. Còn nhà em thì nó bị vướng những cái logo su nên là cái FM nó hơi kém. Vẫn chính vì hai mươi ở trong cái lát ra cho nên là đôi lúc là nông dân cũng dẫn nhầm là bệnh chứng khác nó con này cũng sẵn sàng, nó cũng có những cái lúc cống bằng bằng vào trong cái lát ra, nó tạo một cái cống có một cái sợi dây để kết nối vào cái phần FM ha. Thì,
trên cây rau quả, nhưng ở đây tôi sẽ chia sẻ về cái con rầy hướng trắng. Mình vào một cái con rầy hướng trắng này rất là nét căng luôn ha. Nó có màu vàng nhạt và nhìn nó màu trắng. Thì khi mà chúng ta dùng tay mà khơi nhẹ, như nét không có một tiếng sôi luôn á, thì chúng sẽ bay lên như những cái đám bụi màu phấn. Ok, phần cassette đây. Cassette đây. Đổ lại. Có những đêm dài. Cassette anh em chơi trực tiếp ở bên ngoài lòi ra băng như vậy cũng được luôn, hoặc là anh em vô cũng được, tùy thế ha. Nghe vùng tâm tư cháy đỏ xoay ngang đúng anh em ơi. Những đôi mắt hoa châu bừng lên trong màn tối. Ok ha, anh em có nhu cầu giao lưu cái bộ này hoặc cần thêm thông tin chi tiết rõ nét của bộ tích hợp sáp GS8 này thì xin qua vui lòng alo trực tiếp cho em hoặc là comment qua Zalo, số điện thoại là 0908217658. Em sẽ gửi những cái thông tin chi tiết rõ nét của máy qua cho anh em nghiên cứu và giao lưu ha. Em giao lưu và xếp hàng toàn quốc cho anh em nha anh em. Cassette. Là phần cassette. Rồi ok, nếu mà đĩa than mình chọn ở đĩa 45, sử dụng như size đĩa size rớt cần đi. Đây là 17 nè, em sẽ chọn size rớt cần vô trong để cho anh em thấy luôn, khi mình chạy đĩa 45 nó cũng có thể rớt vô tới cái rãnh đĩa bên trong cho mình sử dụng. Nó sẽ vô sâu hơn, đúng không? Gần như cuối của cái đĩa này. Rồi ok anh em, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Thì video tới đây cũng xin kết thúc rồi. Anh em có nhu cầu xin alo cho em ha. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Mình chào anh em.